Ở thành phố New York, một thiếu niên chuyên đi tìm kiếm sống bằng việc bán những món đồ thần bí khó tìm cho phù thủy. Tuy nhiên, công việc này ẩn chứa đầy rủi ro và nguy hiểm với một con người. Dan là một thanh niên chuyên đi kiếm những món đồ phép thuật cho các phù thủy để kiếm sống. Hôm nay, anh lẻn vào trong một căn hầm được bảo vệ bởi đám yêu tinh khổng lồ. Sau khi nhẹ nhàng lẻn qua đám yêu tinh, Dan cũng đến được nơi chứa phân và sâu bên trong đó chính là nấm yêu tinh. Nhưng vì hậu đậu nên cậu đã suýt làm rơi pho tượng cổ mà đám yêu tinh đang bảo vệ. Tưởng như thoát được kiếp nạn này thì lại đến kiếp nạn khác khi bỗng nhiên chiếc điện thoại của Dan reo lên và tất cả đám yêu tinh đã thức tỉnh. Trong tay cậu vẫn đang cầm pho tượng cổ nên Dan đã ném nó đi rồi bỏ chạy. Đám yêu tinh đuổi theo đến cây cầu gỗ, nhưng vì sức nặng của chúng quá lớn khiến cây cầu không thể trụ nổi. Dan bị chúng bắt lại nên anh đã dùng lọ dung dịch đóng băng cây cầu rồi nhanh chóng chạy về phía đất liền. Chưa kịp hoàn hồn thì con yêu tinh chúa đã ném đám yêu tinh con về phía Dan khiến cậu sợ hãi bỏ chạy đến đường ống rồi dùng dây thừng leo lên trên trước khi bị đám yêu tinh bắt được. Cuối cùng Dan cũng kịp thời thoát khỏi cửa tử và suýt chút nữa khiến đám yêu tinh tuồn ra ngoài. Dan đến chỗ ông chú bán xúc xích để đưa hàng, bởi nấm yêu tinh mà cậu mang đến có thể giúp ông ta nhân bản xe xúc xích để kiếm được nhiều tiền hơn. Sau khi lấy tiền công và rời đi, Dan bị đám yêu tinh hồng bắt lại và đưa đến cửa hàng của bà thợ bánh. Bà ta tức giận vì Dan mãi chưa đưa hàng cho bà ấy, nhưng thứ bà ta muốn là hoa hồng vô giá chưa ai kiếm được. Dan cầu xin bà thợ bánh cho mình thêm thời gian để tìm kiếm, nhưng bà ta đã thả con lợn có thể ngửi thấy phép thuật để tìm kiếm thứ đồ mà Dan còn giấu. Một cây nấm yêu tinh được giấu trong chiếc tai nghe và bị lấy đi. Sau đó vì nói dối nên Dan đã bị kéo đến gần bếp lửa. Bà thợ bánh định chọc mù một mắt của Dan để đe dọa cậu ấy. Nhưng Dan đã nói rằng cho mình 24 tiếng để tìm ra hoa hồng ma thuật cho bà ta. Một hiệp ước được ký kết và bà thợ bánh khắc biểu tượng lên tay Dan để nhắc nhở cậu nhớ thực hiện đúng lời nói. Sau đó, vì đáng ghét nên Dan đã đạp rơi cây sắt nung đỏ trên tay bà ta rồi còn tiện tay phá hỏng lò nung khiến áp suất lên cao và cả căn phòng trở nên xóa trộn. Dan mang con lợn rồi bỏ chạy. Cậu định dùng con lợn để làm trợ lý tòm ra hoa hồng nhưng nó chỉ cảm ơn vì đã cứu nó khỏi bà thợ bánh rồi rời đi. Nhưng Dan kéo đuôi nó lại và thuyết phục con lợn bằng cách rủ nó đi ăn pizza. Con heo phép thuật này tên Hoji, cả hai nhanh chóng làm quen và tạo thành một cặp của kẻ đi tìm. Sau khi dùng xong bữa tối, cả hai đi đến trước trụ sở của tập đoàn ánh sáng bởi Dan nghi ngờ rằng hoa hồng được cất giấu tại đây. Sau khi lẻn vào bên trong, nhờ chiếc mũi phép thuật của Hoji cả hai đến được căn phòng bí mật. Nơi đây cất giữ những món đồ và loài vật của giới phép thuật, Hoji vui vẻ chạy đến định lấy bông hoa. Nhưng Dan nhắc nhở rằng phải tìm thấy bông hoa có ít ma thuật nhất thì mới có thể chạm vào, còn không sẽ khiến ai chạm vào nó sẽ có một cái chết đau đớn. Hoji chạy đến con mực khổng lồ chơi, nhưng không ngờ rằng sau khi quay đi con mực tưởng hóa thạch đó sống lại và tấn công cả hai. Những chiếc xúc tu của nó bay lượn khắp căn phòng, Dan bị nó bắt lại và nuốt trọn. Nhưng khi chiếc xúc tu đuổi theo Hoji và vô tình đụng phải bông hoa khiến nó nhận cái kết đau đớn và Dan cũng được phun ra ngoài. Cả hai vui vẻ vì thoát khỏi cửa tử, nhờ chiếc mũi của Hoji thành công lấy được bông hoa hồng và rời khỏi đây. Nhưng đang tưởng mọi thứ diễn ra tốt đẹp thì cả hai bị người của cục phép thuật bắt lại vì tội ăn trộm. Ông chú mập bán xúc xích sau khi lấy tiền từ những bản sao của mình thì bị sĩ quan Lucy phát hiện và tẩn cho lão một trận rồi bắt về nhà tù vì tội lạm dụng ma thuật trái phép. Phía bên này, Dan và Hoji bị đưa đến phòng chủ tịch. Trong khi Dan đang cong đít đạp cửa thì Hoji lại mải đi tìm đồ ăn cho đến khi bà chủ tịch bước vào. Bà ấy đưa cuốn nhật ký của bố Dan và đề nghị cậu làm việc cho mình thì sẽ bỏ qua những tội mà cậu mắc phải và đặc biệt sẽ hóa giải hiệp ước của cậu với bà thợ bánh. Dan vui mừng vì được nhận lại cuốn sổ của bố nhưng cậu không đồng ý với chủ tịch bởi bố đã dành cả cuộc đời làm việc cho họ đến khi hơi thở cuối cùng. Lucy được triệu tập để đưa Dan và Hoji đến nhà tù bởi cậu không chịu làm việc với họ. Sau khi bị đưa đến nhà tù đặc biệt và vô tình lại chung phòng tù với ông chú mập bán xúc xích. Lúc này tin tức Dan lấy được hoa hồng đã loan đến nhiều nơi và ông chú với các bản sao đi khắp thành phố cũng đã biết đến điều này. Ông chú cảnh báo Dan bởi cậu đã lấy trộm hoa hồng của chúa tể hắc ám và chắc chắn ông ta sẽ không tha cho cậu. Hoji sợ hãi và trách móc bởi đi cùng Dan chưa đầy 24 tiếng mà gặp tử thần cả chục lần. Bỗng nhiên bà thợ bánh xuất hiện từ trong hình xăm trên tay của Dan và thông báo ai bắt được kẻ mang hình xăm này chính là Dan sẽ được thưởng 10.000 đô. Phần thưởng này đã thôi thúc mấy tên bạn tù tấn công cậu và Hoji. Tên to xác tức giận sau khi bị Dan chọc tức, hắn mạnh đến nỗi đạp bay cánh cửa và rơi xuống. Cửa đã mở, Dan vác theo Hoji bỏ chạy và họ cần đến gần hàng rào để thoát ra, phía sau đám tù nhân vẫn đang đuổi theo cậu. Những chiếc thùng sắt di chuyển liên tục, cần thông minh và khỏe mạnh có thể thoát khỏi những tên tội phạm xấu xa và thoát khỏi đây. Lần lượt, đám tội phạm ngu ngốc đã rơi xuống dưới, Dan cùng Hoji thành công chạm đến hàng rào. Ngay khi Dan định nhấn nút mở khóa thì một tên tội phạm đã kéo anh lại. Nhờ sự trợ giúp của Hoji đã giúp Dan thành công mở cửa và dụ tên tội phạm ngu ngốc làm mồi nhử. Nhưng trước khi đi, Dan muốn lấy lại hoa hồng mang về cho bà thợ bánh nếu không cậu sẽ chết mất. Hoji dùng năng lực thính giác của mình để mở cánh cửa, nhưng vừa lấy được bông hoa hồng thì Lucy xuất hiện cùng đám lính. Bỗng nhiên hành lang cũng tắt điện và chúa tể hắc ám xuất hiện. Hắn vô cùng mạnh vậy nên những chiến binh như Lucy cũng không là gì cả. Sau khi Dan bị cưỡng chế giao ra hoa hồng thì hắn cũng rời đi. Không còn hoa hồng giáp cho bà thợ bánh, Dan buộc phải làm việc cho bà chủ tịch để tiếp tục đi tìm quả trứng khủng long trong truyền thuyết. Và thay vì hình xăm của bà thợ bánh thì giờ đây nó thay bằng hình xăm của bà chủ tịch. Để có tiền xu đi thuyền theo như cuốn sổ của bố, Dan và Hoji đi khắp các con ngõ tại New York để tìm kiếm bức tường phép thuật. Không chỉ bằng một đĩa gà rán đã khiến Hoji hào hứng đi ngửi khắp các bức tường sơn. Người từ sáng đến tối cuối cùng cũng tìm ra bức tường có mùi phép thuật.
đang dặn Hoji ở ngoài đợi rồi cậu nhảy thẳng vào tường. Lợn mộc không đời nào chịu ngồi im nên cũng nhảy vào theo. Bên trong là không gian của đám tiên cảnh nên nhìn vô cùng độc đáo nhưng cũng sẽ khiến người khác sinh ra ảo giác và Hoji là nạn nhân của đám tiên cảnh. Khi lợn mập đang quay cuồng thì vô tình gặp được Dan đang đứng núp phía sau bức tường. Dặn dò lợn mập không được nghịch ngu, Dan lẻn đến lấy trộm mật tiên nhưng Hoji lại lăn từ đâu ra khiến đám tiên cảnh phát hiện. Dan định đánh lạc hướng đám tiên rồi bỏ chạy nhưng khi chúng phát hiện cậu lấy trộm mật tiên nên đã đuổi theo giáo giết. Dan ôm Hoji bỏ chạy đến đường ống và thành công thoát ra ngoài rồi cậu dùng lọ sơn để sơn kín lại bức tường và ngăn chặn đám tiên cảnh bay ra ngoài. Sau khi có mật tiên, Dan dẫn Hoji đến khu vui chơi bí mật của hội những kẻ đi tìm. Để bước vào đây cần xác minh danh tính của từng người và đây cũng là lúc Dan phát hiện ra Hoji cũng là con người. Dan đến gặp anh chàng quầy rượu để đổi lấy những đồ dùng cần thiết. Trong lúc đó Hoji lại đi chọc phá một kẻ đi tìm khác khiến hắn ta điên lên định tẩn cho lợn mập một trận thì Dan xuất hiện giải vây. Lúc này một anh chàng được mệnh danh là kẻ đi tìm cừ nhất trong lịch sử xuất hiện, anh mang đến sừng châu quý giá và đổi được một đống tiền. Dan tặng Hoji chiếc áo màu xanh để giúp cậu cảm thấy giống con người hơn. Lúc sau, anh chàng quầy rượu đã mang những món đồ mà Dan yêu cầu đến, nhưng vì cậu chỉ có một lọ mật tiên nên anh chàng quầy rượu đã từ chối vì đống đồ này đáng giá hơn nhiều lần. Dan hết cách đành phải rời đi, nhưng Hoji mỏ hỗn lại vô tình nói ra cuốn sổ về trứng khủng long đã khiến tất cả mọi người nghe thấy. Cuốn sổ đó vô cùng đáng giá vậy nên anh chàng quầy rượu đã đề nghị chơi cược với Dan nếu anh thắng sẽ được cuốn sổ còn nếu Dan thắng sẽ lấy được hết những món đồ này miễn phí. Dan voi cùng tự tin bởi gần 20 xuân xanh chơi nát các trò chơi tại đây nên đã đồng ý. Nhưng bộ môn mà anh chàng quầy rượu chọn lại chính là thi nhảy, đây là phần thi mà Dan kém nhất nên Hoji đã xung phong chơi hộ. Với bốn chân và những bước nhảy uyển chuyển của mình, Hoji thực hiện bài nhảy vô cùng tuyệt vời và số điểm đang ngày càng tăng cao, cuối cùng đạt điểm kỷ lục của trò chơi. Dan vui mừng vì nghĩ rằng nắm chắc phần thắng mà không ngờ anh chàng quầy rượu lại chính là người nhện. Chỉ cần đứng yên những cái càng của hắn đã thành công phá kỷ lục của trò chơi và giành chiến thắng. Dan thuộc buộc phải đưa ra cuốn sổ nhưng anh chàng người nhện tức giận vì cuốn sổ trắng tinh. Hoji vì muốn bảo vệ Dan nên đã lao ra và khiến cả căn phòng trở nên hỗn loạn. Dan cố gắng lấy lại cuốn sổ nhưng lại bị yêu tinh chặn lại, may có anh chàng pháp sư đứng ra bảo vệ. Và anh cũng nhận ra bố của Dan đã dùng phép thuật thừa kế cho cuốn sổ và chỉ có người nhà mới đọc được nó. Khi chuẩn bị lấy đồ rời đi thì mọi người trong phòng đều bị biến thành vàng. Một người đàn ông kỳ lạ bước vào, ông ấy là chủ tịch của tập đoàn ánh sáng nơi mà Dan đã lẻn vào để ăn trộm hoa hồng. Ông ấy muốn cậu hợp tác với mình để tìm ra quả trứng khủng long, nhưng hiện tại Dan đang làm việc với cục thực thi phép thuật. Đúng lúc này, Lucy lái xe bán kem đến và giải cứu Dan ra ngoài. Cả chiếc xe cũng đã bị biến thành vàng, phía sau là đám lính không còn cách nào khác, cả hai phải hợp sức để thoát khỏi đây. Sau một hồi vật lộn, đánh nhau qua lại với đám lính, Dan vô tình phát hiện chúng có thể hóa vàng những món đồ đã bị biến thành vàng nên đã giúp Hoji quay trở về trạng thái bình thường. Và chiếc xe cũng đã được hóa giải, Lucy cùng Dan nhanh chóng lên xe rồi rời đi. Sau khi biết Lucy được chủ tịch đưa đến để hộ tống mình, mặc dù có nhiều thắc mắc nhưng Dan cũng không nghi ngờ mà nhanh chóng kêu Lucy đưa mình đến Thượng Hải để tìm ngọc bội của nữ hoàng tiên cá theo như cuốn sổ của ba thì nó chính là chìa khóa giúp họ mở được sa mạc ảo ảnh. Theo như truyền thuyết trong cuốn sổ thì vua côn trùng đã đem lòng yêu nữ hoàng tiên cá ngay từ lần đầu họ gặp nhau. Và để chứng minh tình yêu, vua côn trùng đã tặng nhẫn ngọc bội cho nữ hoàng tiên cá rồi đi chiến tranh. Từ đó không ai còn thấy nữ hoàng tiên cá đâu na, và trong cuốn sổ tay của bố Dan có viết bà ấy trốn dưới đại dương Thượng Hải. Xuyên qua không gian, cả ba đã đến bến cảng Thượng Hải và cần tìm người chèo thuyền. Hoji lần theo mùi của đồng xu và tìm ra con ngõ phép thuật gần đó. Trong khi Dan đang vật lộn với tảng đá hình cá vì cho rằng có lối đi bí mật ở đó thì Lucy đã phát hiện ra một cửa hàng cá đại dương khả nghi gần đó. Đi sâu vào bên trong, không khí cửa hàng khá là lạnh lẽo cùng cô chủ kỳ lạ. Dù cho Lucy có làm gì thì cô ta cũng không di chuyển. Cho đến khi Dan nhận ra có lẽ cô ấy chính là người lái thuyền. Sau khi đưa đồng xu, cô ấy bật dậy như con ếch và đi đến xuyên qua chiếc tủ cá phía đối diện. Cả ba đi theo sau, cô gái triệu hồi con ếch khổng lồ xuất hiện và há miệng ra cho mọi người vào. Sau khi bơi một hồi, cuối cùng cả ba cũng đã đến trước cửa nhà của nữ hoàng tiên cá. Nhưng vì Hoji nghịch ngợm nên đã vô tình kích hoạt hệ thống tấn công kẻ đột nhập khiến cả ba đối mặt với bức tường điện thiêu cháy bất cứ thứ gì nó đi qua. Để vào được bên trong, họ phải đánh vần tên của nữ hoàng. Đang cố gắng nhớ lại hồi còn nhỏ bố đã nói tên của bà ấy, nhưng những ký tự trên đá lại là chữ cổ mà chỉ có Lucy hiểu vì cô đã được học tại học viện. Sau khi Dan nhớ ra tên của nữ hoàng cùng sự học thuật của Lucy, cuối cùng cả ba cũng đã vượt qua được cửa ải đầu tiên. Nhưng tiến sâu vào bên trong, một cánh cửa khác lại xuất hiện và lần này chỉ có người không có phép thuật mới có thể vượt qua. Dan là con người nhưng hình xăm trên tay cậu là phép thuật, cần Lucy hóa giải nó mới có thể tiến vào. Mặc dù không tin tưởng Dan sau nhiều trò danh mãnh của cậu nhưng không còn cách nào khác, cô buộc phải xóa hình xăm cho cậu và để Dan bước vào. Phía bên trong là nữ hoàng tiên cá được bao bọc trong một bọc nước to lớn. Dan ngỏ lời muốn dùng viên ngọc bội của nữ hoàng tiên cá để tìm ra quả trứng khủng long. Nhưng khi nhắc đến viên ngọc bội của vua côn trùng đã khiến nữ hoàng tiên cá tức giận. Thật ra, vua côn trùng đã giết hại toàn bộ dân của nữ hoàng tiên cá và dùng nội tạng của họ mang đi bán. Hắn ta cũng lấy đi trái tim của nữ hoàng tiên cá và bà ấy đã kịp thời giành lấy viên ngọc bội của hắn ta. Vì không có trái tim, nữ hoàng tiên cá không thể ấp trứng và vương quốc của bà cũng lụi tàn. Dan chủ động muốn đi tìm trái tim cho nữ hoàng tiên cá để đổi lại viên ngọc bội. Sau thỏa thuận, Dan vui vẻ rời đi đến trạm bí ẩn để lấy lại trái tim nữ hoàng tiên cá. Lucy muốn đi cùng nhưng Dan không đồng ý bởi như vậy sẽ vi phạm nguyên tắc của kẻ đi tìm là không được hợp tác với người của cục.
Nhưng theo lời ông chú mập bán xúc xích, để xâm nhập vào trạm bí ẩn thì ít nhất cần hai người. Một người sẽ giả làm thợ săn đến mua hàng là Lucy, còn lại là Dan sẽ lẻn vào từ phía sau. Theo kế hoạch, Lucy cùng Hoji bước vào trạm, những khung cảnh trước mắt trông rất xịn sò con bò. Một lần nữa Hoji lại tay máy và nghịch những món đồ trong cửa hàng. Tên chủ xuất hiện, hắn nghĩ Lucy là thợ săn nên đã nhiệt tình tiếp đón cô, giới thiệu những món đồ xịn sò con bò nhất để chào bán. Trong khi đó, Dan đang vật lộn bên ngoài cửa kính, cần Hoji tắt bỏ từ trường bên dưới mới có thể vào bên trong. Nhưng chìa khóa lại treo ở túi quần của chủ cửa hàng, Lucy đã giúp xáo trộn cả phòng và khiến chiếc thẻ rơi ra. Hoji nhanh chóng mang thẻ đến để mở cửa cho Dan ngay trước khi cậu rơi xuống. Lucy được ông chủ dẫn đến phòng trưng bày cá nhân những chiếc nón của dân cục khi họ cố bắt hắn ta. Điều này khiến Lucy cay cay khóe mắt nhưng chưa thể làm gì. Nhờ chiếc mũi của Hoji, Dan đã tìm đến chiếc thang máy và xuống dưới hầm, nơi đây chứa hàng tay những món đồ sẽ giúp kẻ đi tìm nghiệp dư như cậu giàu sụ. Phía trước chính là trái tim của nữ hoàng tiên cá, tên chủ đang dùng trái tim để tạo ra dung dịch giúp người dùng tăng sức mạnh. Dan nhanh chóng lấy trái tim rời đi, nhưng Hoji lại vô tình kích hoạt cái bẫy dung nham bên dưới, xung quanh cả hai đều đã nóng rực. Tiếng chuông cảnh báo cũng vang lên khiến tên chủ nghi ngờ. Dan đã ném những chiếc thùng xuống để giúp Hoji chạy về phía thang máy rồi vô tình kích hoạt thang lên. Dan thông minh tận dụng vụ nổ của bùa tam sư và bay lên thang máy rồi lên mặt đất. Lúc này vì tên chủ quá hãm nên Lucy không chịu nổi mà lộ diện để xử lý hắn ta, mặc cho Dan ngăn cản. Ông ta cũng nhận ra kẻ đi tìm và người của cục lại cấu kết với nhau để ăn trộm đồ của hắn. Hắn dùng dung dịch từ trái tim nữ hoàng để tăng sức mạnh và tấn công họ. Dan cùng Hoji mang trái tim đi trước, còn Lucy sẽ xử lý ông ta. Sau khi ho khan cả cổ, những tưởng sức mạnh của hắn đã yếu dần nhưng không ngờ hắn ta đã uống thêm lọ nữa và đánh Lucy đến tơi tả. Điều cô không ngờ rằng Dan lại bỏ rơi mình để rời đi. Dan lên xe và quay lại cửa hàng cá đại dương. Hoji yêu cầu cậu quay lại cứu Lucy nhưng Dan cho rằng cậu sẽ được tự do sau khi đổi trái tim của nữ hoàng. Hoji tức giận vì Dan vô trách nhiệm nên đã bỏ đi. Dan cũng không chịu nhượng bộ mà đi thẳng vào trong quán. Dan mang trái tim đến cho nữ hoàng như lời hứa. Sau khi có được trái tim, nữ hoàng tiên cá khôi phục lại trạng thái ban đầu và những quả trứng sắp nở ra. Nữ hoàng rất vui khi Dan đã giữ đúng lời hứa. Bà ấy trao lại viên ngọc bội cho cậu và nói rằng trân trọng tình bạn giữa cả hai nên đã tặng cho cậu một bộ giáp sẽ giúp cậu phòng vệ trong trường hợp xấu nhất. Dan vui vẻ rời đi cùng những món đồ được nữ hoàng ban tặng. Khi ra đến cửa thì thấy Hoji bị tên bơ đen bắt làm con tin và yêu cầu Dan đưa viên ngọc cho hắn. Dan đồng ý và định dùng thử tấm giáp để đánh lại hắn ta nhưng không thành. Hoji chạy đến nhặt viên ngọc bội nhưng bị tên bơ đen tấn công rồi vô tình nuốt nó vào bụng. Dan không phải đối thủ của hắn, đành chấp nhận nhìn Hoji bị hắn ta mang đi. Trước khi đi hắn còn phá hỏng toàn bộ bảng điện của xe kem. Dan không biết phải làm sao, bỗng nhiên tiếng động phía sau thu hút cậu. Lucy đã quay trở lại sau khi thành công xử lý tên chủ độc ác đưa hắn đến nhà tù bằng chính món đồ mà hắn giao bán. Lucy tức giận vì Dan bỏ rơi mình, nhưng hiện giờ họ không thể đi đâu bởi tên bơ đen đã phá hỏng toàn bộ cánh cổng dịch chuyển của chiếc xe. Chỉ còn một cách là nhờ đám chóp chóp sửa, chúng vô cùng thích những đồ máy móc công nghệ. Dan đề nghị dùng chiếc dùi cui của Lucy để dụ chúng xuất hiện, nhưng nào ngờ chưa dụ được con nào thì đã mất cả xe lẫn dùi. May mà còn cái kính soi dấu chân của chúng để lại dẫn đến một cửa tiệm giặt là. Từ những dấu vết mờ chúng để lại, Dan thành công tìm ra lối vào bí mật bên trong máy giặt. Phía sau là đám chóp chóp đang nhảy nhót bên cạnh chiếc xe và nghịch dùi cui của Lucy. Ngay khi thấy dùi cui, Lucy nhảy ra và kêu chúng trả lại cho mình và kết cục cả hai bị treo lên làm món thịt nướng. Dan dùng chiếc thiết giáp của mình để dụ chúng mò đến và thành công cởi trói cho Lucy. Một mình Lucy đấu với đám chóp chóp, nhưng lũ tí hon này cô xử một cách dễ dàng. Thành công giải cứu Dan ngay trước khi cậu bị nướng chín, và để giải hòa Dan đã dùng chiếc còi của mình để giao tiếp với đám chóp chóp. Vật trao đổi là con chó gật đầu trên xe, để chúng sửa lại cánh cổng dịch chuyển của xe kem. Trong lúc đợi chúng sửa xe, Dan phát hiện trứng khủng long mà họ đang tìm là vật chứa sức mạnh vô hạn, một khi rơi vào tay kẻ xấu thế giới sẽ nguy hiểm. Chiếc xe đã sửa xong, Lucy gửi tặng những chiếc kem và cùng Dan rời đi đến sa mạc vô tận rồi bị truy đuổi bởi đám côn trùng. Chúng giáo giết đuổi theo và tấn công chiếc xe, bởi vì chúng quá đông, nếu không dùng cổng dịch chuyển đến nơi khác họ sẽ là bữa trưa của đám côn trùng này. Nhưng chiếc xe đã hết điện, cần phải sạc mới có thể dịch chuyển và cách duy nhất là phải tăng tốc. Đám tò mò với những cái vòi nhọn hoắt đâm thủng chiếc xe, Lucy phóng hết tốc độ vượt qua đường xương sống. Dan vô tình phát hiện ra tính năng mới của bộ giáp khi cậu suýt chút nữa đi trầu trời vì bị tò vò đốt. Cả hai cùng hợp lực để phản công nhưng vẫn không ăn thua với số lượng của đám côn trùng. Bỗng nhiên cả xe bị nhấc bổng lên, một con tò vò đã kéo chiếc xe lên cao và thả xuống. Nhưng nhờ tốc độ rơi tự do khiến chiếc xe được sạc pin và thành công dịch chuyển lên đầu con tò vò đè nát nó và tiếp đất an toàn. Sau khi thoát khỏi đám côn trùng, Dan phát hiện cánh cổng ảo ảnh ở phía xa và bơ đen đã dựng lều ở phía trước đó. Bây giờ họ cần tìm cây trượng của vua côn trùng ở cung điện của hắn, may thay họ lại đang đứng ngay gần cạnh nó. Để lẻn vào bên trong, Dan đã chế ra loại dung dịch giúp cả hai vô hình trước mặt đám tò vò và đi vào bên trong. Lucy vô cùng sợ côn trùng, nhưng vì để cứu Hoji nên cô không còn cách nào khác phải đi cùng Dan xuống phía dưới. Xung quanh là những con tò vò với chiếc vòi nọc độc nhọn hoắt. Cả hai rất cẩn thận leo xuống cho đến khi sợi dây của Dan bị rơi và Lucy phải kéo cậu lại, vô tình đã khiến một con tò vò tỉnh dậy. Và rồi cả đám xông đến tấn công cả hai, hết cách Lucy phải buông sợi dây và rơi xuống bên dưới. Đám tò vò vẫn đuổi theo giáo giết, cả hai phối hợp giải tán bớt đám côn trùng cho đến khi nhặt được chiếc khiên kỳ lạ và có thể điều khiển đám tò vò. Sau khi đuổi hết côn trùng đi,
phát hiện vua côn trùng chết ngắc từ đời nào vì bị Burden giết. Cả hai đành rời đi sau khi biết Burden đã lấy được hết mọi thứ. Giờ đây phải nghĩ kế để cứu Hoji, trong khi đó lợn mập đang được tiếp đãi cả bàn đầy đồ ăn ngon để cậu có thể nhả ra viên ngọc bội. Dan nảy ra ý tưởng dùng chiếc khiên này để điều khiển đám côn trùng tấn công Burden. Nhân lúc đó, Lucy sẽ lẻn vào để cứu Hoji, nhưng vì ăn quá nhiều bánh nên lợn mập đã nôn ra viên bảo ngọc. Lucy cầm lên rồi chạy đi nhưng Burden đã ngăn lại, hắn tấn công rồi cướp lại viên đá. Cả ba bị trói lại đến bất tỉnh. Khi tỉnh lại, Burden chuẩn bị mở cánh cửa ảo ảnh bằng viên đá và cây trượng nhưng cánh cửa không hề di chuyển. Chỉ có hai người duy nhất biết mở chính là vua côn trùng mới bị hắn ta giết và người có thể đọc cuốn sổ chính là Dan. Không còn cách nào khác, Burden phải đưa cho Dan mở cánh cửa và cậu đã thành công mở nó ra. Sau khi Dan mở cánh cổng, Burden đã bàn bạc với ông chủ rồi quyết định thỏa thuận theo nguyên tắc của kẻ đi tìm. Dan phải dẫn hắn vào bên trong vượt qua các chướng ngại vật và lấy quả trứng. Sau khi đổi trứng lấy tiền thưởng, hắn sẽ trả tự do cho cả ba đứa. Cả bốn tiến vào bên trong ảo ảnh, một chiều không gian khác hiện ra, xung quanh chỉ là những tảng băng tuyết đầy gai góc và lạnh lẽo. Họ phải cẩn thận nếu không sẽ mất mạng như chơi vì không biết lúc nào sẽ kích hoạt cái bẫy nào đó. Theo như cuốn sổ thì vua côn trùng đã dựng nên nơi này để bảo vệ quả trứng với vô số những cái bẫy chết người. Burden vô tình đập cây trượng xuống và suýt chút nữa đi củ tỏi, may mà Dan nhanh tay kéo hắn lại về với trái đất. Nhưng không thèm cảm ơn, thay vào đó là lời đe dọa nếu Dan định phản bội hắn sẽ giết hết cả ba đứa. Sau đó cả đám đi đến một cây cầu băng, Burden bắt ba đứa sang trước để mở cánh cổng. Nhưng cánh cửa cần phải được xếp lại đúng vị trí, nếu sai những vết nứt trên cây cấu sẽ xuất hiện. Dan nhận ra cần phải cùng lúc xếp lại những viên đá mới có thể kích hoạt cánh cửa nên cậu đã kêu Burden qua để giúp một tay. Quả thật là cánh cửa đã mở ra. Hoji lần theo mùi hương và tìm đến chỗ quả trứng được cất giữ và nó đang được con rồng đen bảo vệ. Chắc hẳn, vua bọ cạp đã giam con rồng ở đây để không ai có thể lấy quả trứng đi. Burden hí hửng lên lấy và bị con rồng tấn công phải trốn về phía sau. Dan nhớ ra con rồng luôn bị thu hút bởi tiên cảnh và tình cờ thay anh lại đang giữ một lọ mật tiên. Dan bị đẩy ra làm mồi nhử để Lucy lên lấy trứng. Trong khi Dan cong đít lên chạy khắp nơi để dụ con rồng thì Lucy cũng đã lấy được quả trứng và giúp giải vây Dan. Ngay khi họ định rời đi thì Dan lại muốn giải cứu con rồng mặc cho không ai đồng tình với cậu. Burden chắc chắn không và hắn cầm quả trứng rời đi. Lucy vì muốn hoàn thành nhiệm vụ nên cũng đuổi theo quả trứng. Chỉ còn lại Hoji và Dan, cả hai phối hợp để giúp giải thoát cho con rồng. Những tưởng giải cứu rồng sẽ quay lại báo ơn nhưng không, nó đuổi cho cả hai chạy té khói. Lucy không đời nào đấu nổi Burden nhưng lúc nào cô cũng tự tin số một trái đất và bị đánh ngã đang cố bám trụ vào cầu băng cho đến khi Dan và Hoji xuất hiện. Vì con rồng đang đuổi phía sau và tên Burden đã bỏ chạy, Lucy đã nghĩ ra cách dùng nước bọt ếch một ít phù phép để khiến Hoji trở nên khổng lồ và trượt trên băng một cách nhanh chóng. Đuổi kịp Burden, nhưng hai bên tranh giành qua lại quả trứng một hồi rồi cuối cùng Lucy cũng giành được. Nhưng ngay khi cách cánh cổng chỉ vài bước chân thịt, Hoji bị Burden biến lại thành bình thường và hắn cầm quả trứng bỏ đi. Ngay khi ra ngoài, hắn ta nhanh chóng đóng cánh cửa lại, cả ba vắt chân lên cổ chạy để kịp ra ngoài. Dan còn kịp thời ném mật tiên vào người Burden và khiến hắn bị con rồng bắt đi. Lucy nhặt quả trứng rồi biến mất để lại Dan và Hoji đối mặt với chúa tể hắc ám. Cả hai rất nhanh đã bị tóm lại, bất ngờ thay Lucy quay lại và kéo cả hai lên xe. Nhưng rồi cả cái xe bị tên hắc ám giữ lại vì không thể dùng cổng dịch chuyển nên buộc phải nhảy ra ngoài. Vừa không nhà trống, ba đứa bơ vơ, ngay khi chuẩn bị lên thớt thì nhóm lính của hội nhà giả kim xuất hiện. Bất ngờ thay họ lại hóa vàng hắc ám, nhưng chỉ được 3 giây hắn đã tự bóc tách lớp vàng bọc bên ngoài và hai bên lao vào tấn công nhau. Dan nhân cơ hội châu bò đánh nhau nên định bỏ chạy, nhưng tên hắc ám đã đuổi theo, hắn bắt được Dan và Hoji. Lucy may mắn thoát nạn và lên xe quay về New York. Tưởng như bị hắc ám giết hại nhưng nhà giả kim đã xuất hiện và biến cả hai thành vàng mới tránh được kiếp nạn này. Hắc ám dần mất lợi thế nên đã biến đi để lại Dan và Hoji cùng với hội nhà giả kim. Dan không hiểu chuyện gì đang xảy ra bởi cậu cho rằng nhà giả kim chính là chúa tể hắc ám, nhưng tình hình hiện tại lại không phải như vậy. Theo như nhà giả kim thì ông ấy là phe thiện nhưng lại bị cục thực thi phép thuật bà đứng đầu là bà chủ tịch đã bóp méo sự thật và dắt mũi dư luận mà không hề quan tâm đến hậu quả. Dan và Hoji được đưa về căn cứ của nhà giả kim, tại đây họ đang chuẩn bị mở cánh cửa dịch chuyển đến cục thực thi để tấn công. Dan cũng biết được sự thật rằng bà chủ tịch lại chính là chúa tể hắc ám với lớp ngụy trang vô cùng hoàn hảo. Vậy nên lúc này Lucy đang gặp nguy hiểm, phía bên kia Lucy đã mang trứng về cho bà ta. Nhưng dường như cô cũng cảm nhận được sự nghi ngờ thông qua những lời bà ta nói. Bà chủ tịch nhận quả trứng rồi vào phòng sử dụng phép thuật cùng với Hoa Hồng để thực hiện kế hoạch tội ác của mình. Đúng như Lucy dự đoán, bà ta có điều gì đó mờ ám nên cô đã dùng nấm để nhân bản quả trứng. Cả hai đánh nhau rồi cuối cùng nhận ra tất cả đều là kế hoạch của Lucy khi cô nhân bản cả chính mình. Còn thực thể vẫn đang an toàn ở xe kem, nhưng bà ta đã thông báo cho bọn lính bắt cô bởi vì tội phản bội. Nhà giả kim còn tận tình làm vũ khí cho Dan và Hoji với chiếc mũ bắn laser mới. Hoji vui mừng và thông qua cổng dịch chuyển đến gặp Lucy khi cô đang bị đám bảo vệ bao vây. Nhờ mũ laser, Hoji cũng gạ được cả đám và cùng Lucy rời đi đến một ngã tư. Dan lúc này cũng nhận ra quả trứng không nên thuộc về bất kỳ phe phái nào hết và cậu quyết định rời đi qua cánh cổng dịch chuyển mà còn không quên phá hỏng nó. Nhà giả kim tức giận cho lính đuổi theo trước khi cánh cổng đóng lại. Dan kịp thời lên xe của Lucy nhưng chưa kịp trốn thì đã bị nhà giả kim biến mất cái xe. Cả ba bơ vơ giữa đường, cách duy nhất là bỏ chạy thì lại gặp chúa tể hắc ám. Giờ đây cả ba như phần nhân của chiếc bánh tội ác, cả hai bên đều đồng loạt tấn công.
nhà giả Kim đã tạo một lớp màng để bảo vệ nhóm của Đan khỏi sự tấn công của hắc ám. Nhưng sức mạnh thanh kiếm đỏ rực lửa của hắn quá lớn, họ cần nhanh chóng rời khỏi đây nếu không quả trứng sẽ rơi vào tay hắn ta. Một cái cống cách đó không xa, Đan quyết định sẽ đến tìm sự trợ giúp của nhóm yêu tinh. Nhà giả Kim giúp cậu đến chiếc cống an toàn, nhưng vì đã dần cạn sức lực phòng vệ của ông ấy đã giảm. Chúa tể hắc ám đã chặt đứt cánh tay của ông ấy và giết chết nhà giả Kim ngay trước mặt của Đan. Hội cận vệ của nhà giả Kim tiến lên tấn công, Đan đành chạy đi đến tìm đám yêu tinh và cây thảo mộc bên dưới. Nhưng vì trước kia cậu lẻn xuống lấy đồ và phá hỏng nhà của chúng nên giờ chúng đang phải sửa lại. Ngay khi thấy Đan chúng đã lao đến tấn công, vì không còn cách nào khác Đan buộc phải hóa vàng con đầu đàn và thế là được đám yêu tinh đồng ý giúp. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, tên hắc ám xử lý hết đám cận vệ và lần theo dấu vết tìm đến hang yêu tinh. Nhưng với cách tấn công thô sơ ném đá giấu tay của yêu tinh thì chỉ một hẩy của hắc ám đã khiến cả đám bay ra ngoài. Nhân lúc đám yêu tinh kéo dài thời gian, Đan dùng cây thảo dược để khiến sức mạnh của quả trứng trở nên siêu phàm hơn, nó giống như một chất kích thích vậy. Lucy đứng ra tấn công nhưng đều bị hắn tránh được, chiếc dùi cui của cô cũng bị hắn phá hỏng. Sức mạnh ngày càng yếu dần đi và họ không thể đấu lại với hắc ám, đơn giản không đủ trình. Như được cái đầu thông minh, Đan đồng ý giao quả trứng cho hắn ta với điều kiện phải trả công cho anh 500 lượng vàng, nếu không sẽ đập vỡ quả trứng. Hắc ám buộc phải thỏa thuận và sử dụng quả trứng như ý muốn. Hắn ta dùng câu thần chú sử dụng kết hợp trứng với hoa hồng để tạo ra sức mạnh mong muốn. Thanh kiếm đâm xuyên qua quả trứng và hút toàn bộ năng lực. Hắn ta cho rằng phép thuật chỉ dành cho người xứng đáng là một mình bà ta. Thanh kiếm găm xuống đất, nó hút toàn bộ sức mạnh phép thuật của mọi người trong thành phố này. Lần lượt ngất đi như ngả dạ, cho đến khi hắn ta hút quá nhiều năng lực phép thuật và trở nên khó thở mới nhận ra đang bị quá tải và bị Đan chơi một vố lớn. Bởi thanh kiếm sẽ hút toàn bộ phép thuật của tất cả mọi người có nó, bao gồm cả bà ta. Dù cho cố gắng tới gần nhưng với sức lực tầm thường thì không thể chạm đến thanh kiếm. Chỉ còn Đan, người đang sở hữu bộ giáp được nữ hoàng tiên cá tặng, mới có đủ sức mạnh để rút thanh kiếm ra trước khi nó tiêu hủy toàn bộ thế giới này. Ngay khi cậu rút thanh kiếm lên, mọi người cũng đều có lại sức mạnh của mình và tỉnh lại. Tên hắc ám cũng đã bị tiêu diệt, cả ba quyết định sẽ cất giữ những món đồ này tại nơi an toàn. Quay trở về cục thi hành phép thuật, giờ đây Lucy thay thế vị trí bà chủ tịch hắc ám nhưng cô vẫn luôn chính trực. Đan đòi 500 đồng vàng nhưng bị từ chối vì không hợp pháp, cậu cùng Hoji rời đi tiếp tục sống cuộc sống của kẻ đi tìm như cậu mong muốn. Còn tiện thể lừa Lucy và lấy đi bông hoa hồng để bán cho bà thợ bánh và được trả tự do. Khi đang lang thang trên phố thì vô tình bị con nhỏ Đô con cướp xe, nó lao đến tấn công Đan và nói rằng cậu đã bị trục xuất khỏi hội tìm kiếm. Điều này khiến Đan ngạc nhiên bởi cậu mới vừa cứu thế giới phép thuật mà lại bị trục xuất khỏi hội. Nhưng có vẻ một hành trình mới của Đan sẽ lại được tiếp tục. Liệu cậu có thể quay trở về hội kẻ tìm kiếm? Liệu cậu có còn sống sót sau sự truy đuổi của các thành viên trong hội?